Hello, xin chào cả nhà, chúc cả nhà năm mới vui vẻ phát tài. Ok, hôm nay mình với bà xã mình thức sớm làm được hai món. Món thứ nhất là gỏi cuốn tôm thịt. Cái này thứ hai là tai heo ngó sen. Tai heo ngó sen. Đầu năm cho ăn gỏi không thôi. Rồi đây là nước sốt chấm gỏi. Ok, chỉ vậy thôi. Bây giờ mình gáp lại đi ha. Chuẩn bị lên nha, ăn chơi đi ăn chơi. Rồi gáp lại đi, ăn chơi chứ không ăn thiệt nha. Ăn chơi chứ không ăn thiệt. Ok, về cả nhà chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Khép anh đến đi. Gỏi chưa xác nè. Ok.